trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi thắng bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Đường về chiều mưa rơi, thấy em cùng ai bước chung, nắm tay em rồi ai đó ôm em, mắt nhẹ cay vì phút yêu mềm. Hình như em đang vui, thấy em mỉm cười rất tươi, nắm tay em rồi ai đó ôm em, mắt nhẹ cay vì phút yêu mềm. Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau, anh luôn vẫn chờ làm gì, có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế, có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày, mong niềm vui dù em thuộc về ai, làm gì có ai thương em như vậy, có ai vẫn luôn ở đây đứng sau lưng em để những khi chia vôi, mong bình yên chẳng mong gì xa xôi. Hình như em đang vui, thấy em cùng ai bước chung, nắm tay em rồi ai đó ôm em, mắt nhẹ cay vì phút yêu mềm. Đường mình giờ chia đôi, cất em vào quá khứ thôi, cứ yên lặng nhẹ như áng mây trôi, để chẳng ai buồn ai đứng đợi. Thời gian trôi qua mà anh vẫn giữ những tấm hình của đôi ta. Ngày mình chia xa và anh đã nói đằng sau, anh luôn vẫn chờ làm gì, có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế, có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày, mong niềm vui dù em thuộc về ai, làm gì có ai thương em như vậy, có ai vẫn luôn ở đây đứng sau lưng em để những khi chia vôi, mong bình yên chẳng mong gì xa xôi, làm gì có ai thương em như vậy, có ai cần em đến thế, có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày, mong niềm vui dù em thuộc về ai, làm gì có ai thương em. Chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh, tươi tắn Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt gốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Lớp thi thay đổi, hai kiểu lươn lên sân khấu. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối cùng này, mùa xăm qua dễ dàng. Canh ra xem mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh, Tiki, oh, Tiki, Tiki.vn. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.